Ok, và hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Gì đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Pokemon Unite nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy lại cho mình một like nhé, một cái comment và một cái phần chia sẻ nhá anh em. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Bắt đầu thôi nào, let's go. Ok, hôm nay chơi còn gì ra? Ai chơi siêu viền kìa. Lúc đó mình cũng không chơi siêu viền đâu. Siêu viền cũng rất là khỏe, rất là bá đạo. Khỏe, đánh mạnh phết anh em ạ. Không phải đơn giản à, siêu viền đánh đam nó cũng khá thốn. Con siêu viền khá giống con gì ở trong Liên Quân nhỉ? À, siêu viền là giống Tulen anh em ạ. Siêu viền giống Tulen, lâu lắm không đánh siêu viền à. Chẳng biết là có đánh nổi không ấy. Bây giờ nhiều con nó khỏe lắm nhé. Nhiều con nó khỏe, mạnh dã man thôi. Siêu viền ngày xưa mình chơi là chơi theo hướng nào ấy nhỉ? Ngày xưa mình chơi là nâng nó theo cái đường hướng dùng hai kính à? Vãi đạn. Bây giờ siêu viền có dùng hai kính được không ta? Để mình lên mạng để mình xem nhá. Google phát này. Siêu viền Pokemon Unite. Siêu viền đấy, để xem là bây giờ nó build theo cái hướng gì. Có nhiều hướng lắm anh em ạ. Choice Speech 30, Focus Band, Hyper Void và Camp Mins. Mình nghĩ cái chiêu này nó sẽ hợp lý hơn đấy anh em ạ. Nhờ cái Camp Mins này nó tác dụng gì ấy? Tập trung thiền và trần tích để tăng SP tech và tốc di chuyển thời gian ngắn. À rồi, hiểu. Thế thì mình sẽ thử cái hướng này nhá, chẳng biết nó ngon hay không à. Mình sẽ thay cái này bằng cái focus band à. Đấy, focus band sang tăng dep. Như vậy ta sẽ lên hai item thủ và chỉ là một item công duy nhất là cái choice spec đây anh em ạ. Mythical Fray và Drain Skid sẽ choice spec musket band và body barrier. Có hai hướng á, thực ra nó có hai hướng để nó lên anh em nhá. Nó đi đường nó chơi tập trung sát thương bằng lửa huyền bí, tấn công cơ bản trong sát thương và tiện ích cho các bạn điểm hạ gục đối phương. Hay là mình quen cái chiêu kia hơn ha. Choice Spec và Musket Band ha. Nhưng mà bộ item này thì lại hơi ấy. Hướng nào cho nó hợp lý nha. Thôi, hướng thủ lại cũng được. Tại vì mình cũng ít dùng cái chiêu nhưng mà chiêu hướng này thì lại không giống ấy, không giống Tulen anh em ạ. Hướng này thì lại không hề giống Tulen ha. Tulen thì phải có mấy cái ngọn lửa xung quanh xong nó bắn cơ. Chiêu khạc này thì không giống. Thế thì thay đổi một tí thôi anh em ạ. Chúng ta thay đổi một phát là xong rồi. Chúng ta sẽ đến Pokemon này. Mình hoàn toàn để đi dựng được hoặc là đi đâu. Lúc đó không lấy siêu viền thật sự là cực kỳ lâu ấy. Con này chỉ có đúng một. Con này có hai trang phục. Nó khá đắt. Thay cái này bằng một item công ha. Đó chính là cái Musket Band này ha. Rồi anh em ơi, chiến trận đây lâu lắm rồi, không đánh con này không biết như thế nào ha. Rồi, nụ hôn Rain Kiss và chiêu lửa anh em ạ. Cái chiêu Rain Kiss này thì khi nụ hôn chạm vào người sẽ hồi phục HP. Nó gây sát thương lên nó và giảm tốc di chuyển trong thời gian ngắn. Nếu dùng di chuyển phương quá xa nó bắt đầu mất tăng HP mà đòn này hồi phục ạ. Ok. Con này hoàn toàn là có thể đi rừng. Con này hoàn toàn có thể đi rừng anh em nhé. Đứng đầu hoặc là đứng đáy. Thôi không đi rừng nữa, mình sẽ đi trên hoặc đi dưới anh em ạ. Mình nghĩ là cũng rất là ok ha. Mình lên Mystical Flash. Con đấy là ở đâu nhỉ? Đây này, siêu viền này anh em ơi, thấy chưa? Bây giờ ai dùng cái này nữa? Nó với họ là item rồi mình sẽ đi
Recommender. Tôi sẽ ghi top ha. Top pass. Cái team này của mình thì nó cũng không phải là quá khỏe đâu. Nó mức gọi là trung bình thôi. Không khỏe đến nào. Tôi nghĩ là cũng không đến nỗi là quá tệ. Chấp nhận được anh em ạ ha. Lửa huyền bí. Chemist Mythical Frey. Con này mình nói chung là đánh cũng khá là quen đấy anh em. Nhảy qua các bức tường ạ. Lâu lắm không ai đánh siêu viền luôn. À, không sao anh em nhờ. Rồi. Đi top ha. Con nào đi rừng vậy? Con đấy à? Con kia đi rừng thì đấy nó hơi buồn cười anh em nhỉ. Con này thì không ăn, con này thì không đánh. Mày ăn hết thì đánh kiểu gì? Cho người khác ăn một cái chứ cưng. Chết mày đi cưng ơi. Thả câu anh em ơi. Hyper Void Mythical Flash. Tốt. Rồi ok. Tèo ngay, đỡ nào được cưng. Từ từ nhá anh em ơi, ăn con này đã. Ăn bãi này đã. Ăn bãi ong, ăn bãi này đã. Bình tĩnh. Không ai đi rừng luôn. Khó phết đấy anh em ơi. Mệt đấy, mệt. Mình sẽ lấy cái Dread Kit anh em ạ. Xôi ôi bạn ơi. Ôi bạn ơi. Thả câu. Quá đẹp luôn. Nhồn. Nó không ai ăn đi rừng luôn. Phí rừng dã man luôn kìa. Tránh cho nó giết được con kia thôi. Không ai đi rừng đâu, không ai thèm đi rừng luôn. Gì vậy bạn? Cho nó khỏi ra khỏi cái đấy đi ạ. Tốt anh em ơi. Nice. Vẫn chưa phá được cái game trên này nhỉ. Ai à. Ok bạn. Đánh này thì con này khỏe quá.
Tulen anh em ạ, chúng ta là Tulen ha. Chúng ta là Tulen ha anh em ơi. Má mình cầm nhiều ấy hơn là mình nó không cho mình luôn anh em ạ. Ảo ma thật sự luôn. Cái này sẽ hút lại máu cho chúng ta anh em ơi. Tốt, ok. Xuống dưới để ăn con này đã. Úi giời, con liền ăn rồi. Xuống dưới anh em ơi. Tốt, chúng ta đang sắp ăn được con kia rồi kìa. Xuống ăn đi. Tập trung ăn con đấy đi. Chạy về làm gì? Tốt. Ô, con Green đi ra chết rồi anh em ạ. Chết luôn rồi. Ok. Có con kia trên thủ trên nhà rồi anh em. Úi giời, trên kia. Đi đâu bạn? Ok bạn. Bạn làm gì đây? Greeniza. Chạy đi đâu bạn? Ui, bắt tận nơi luôn, bắt tận nhà luôn. Này thì không có đủ tuổi để đánh mình đó. Giết được luôn này anh em. Khủng khiếp phết nhỉ. Nó thủ đây rồi. Tulen. Vãi nồi luôn. Một cân ba luôn. Gì bạn ơi? Một cân bốn luôn à? Bạn ơi, làm gì đấy bạn ơi? Thằng này thả 50 cầu phát nhỉ? Chuyện đơn giản đó. Đơn giản quá rồi anh em ơi, chúng ta quá khỏe rồi. Một mình cân 3 được này thì đánh nấm gì nhỉ? Thôi về anh em ơi. Nó có thể nó bắt mình bằng được anh em ạ. Tuổi gì bạn? Bạn level bao nhiêu? Bạn level bao nhiêu vậy? Chưa hồi chiêu cuối anh em ơi. Bình tĩnh thôi. Đây làm gì? Green ra đang bị đuổi anh em ơi. Ok bạn. Nó đánh bên này anh em ạ. Chết hết. Đi đâu nữa?
quá dễ anh em ơi, trận này quá dễ. Mình còn có chiêu cuối ở đây nữa, đánh thì chấp luôn. Chết luôn, giết luôn, giết hết luôn. Nhờn, ok. Bà đánh vào đá, đánh vào đá, đánh vào đá. Chạy đi đâu bạn? Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đúng rồi, ok. Mình ngoài mình bắn nhá. Đúng rồi, chuẩn rồi đấy. Mình đứng ngoài mình bắn là quá hợp lý à. Mình có khi có đúng ba quả cầu. Thả nốt à. Oh my god. Thả nốt 7 cầu anh em ơi. Ao trình rồi, thật sự quả trận này ao trình rồi. Ao trình rồi. Rồi. Xong anh em ơi. Rồi và chúng ta sẽ kết thúc tập này nha. Xin chào lại anh em nha. Bye bye.